Xin kính chào quý ông bà, cha mẹ và các anh chị. Chương trình tin mừng hôm nay do giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện gồm có chia sẻ tin mừng với cha Giuse Vũ Đạo, thánh ca, phần cuối cùng là một bài về thánh Vincent Ferrer. Sau đây, xin kính mời quý ông bà, cha mẹ và anh chị cùng xem. Công bố tin mừng theo thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái. Chúa Giêsu lên Jerusalem gần cửa chiên có một cái hồ tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang ấy có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó có một người nằm đau liệt đã hơn 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh ta đã đau yếu từ lâu, Ngài hỏi: "Anh có được lành bệnh hay không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ mỗi khi nước hồ bị được khuấy động. Khi tôi lên tới thì đã có người xuống trước tôi rồi." Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy, vác chẵng mà về." Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chẵng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát, nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chẵng." Anh ta trả lời: "Chính người đã chữa tôi lành bệnh bảo tôi vác chẵng mà đi." Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh vác chẵng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh và đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó Chúa Giêsu liền gặp anh ta trong đền thờ. Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh thì đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước." Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu vì người đã làm như vậy trong ngày Sa-bát. Anh chị em thân mến, phúc âm của Chúa. Kính thưa anh chị em, càng gần đến ngày Đức Chúa Giêsu bị bắt, bị giao nạp trong tay những người quyền thế trong hội đường, trong các hội đồng Do Thái, thì chúng ta thấy cái liên hệ giữa Chúa Giêsu và những nhà chức trách thời ngày nó căng thẳng. Nó căng thẳng vì một bên là hình ảnh của Thiên Chúa xót thương, động lòng trước những cái sự đau khổ của con người, bệnh tật, rồi những cái đói kém, tất cả ngày lắm tai ngày đến để cứu giúp. Nhưng một bên thì người ta chủ trương là muốn vào nước Thiên Chúa thì chỉ cần giữ tròn các luật lệ. Ở cái nhà chúng ta thấy càng ngày nó càng căng thẳng, và người ta tìm mọi cách, như lời sách thánh nói hôm nay, người ta tìm mọi cách để người ta bắt và người ta làm hạ Chúa. Ở đây chúng ta để ý cái chi tiết này. Cái thứ nhất là những người biệt phái, hầu hết là họ là những người họ gọi là họ biệt phái, tức là họ tách riêng ra, họ giữ luật rất chặt chẽ, họ đi đến từng chi tiết nhỏ. Và nó có nhiều cái chuyện là đáng buồn cười thưa anh chị em. Chẳng hạn bây giờ mình nói là chớ làm việc sát ngày chủ nhật thôi, nhưng mà đối với họ ấy, họ phải định nghĩa thế nào là làm việc, thế nào là làm việc. Ai mà mang bật ong mồ côi đủ một cái mụn trong người thì người ấy là làm việc sát ngày Sa-bát. Ai mà mang mực mà viết đủ một bức thư, người đó cũng kể là đã làm việc trong ngày lễ nghỉ. Ai mà đi ra khỏi nhà được hơn 100 mét
thì cũng là thế. Họ quá chặt chẽ, cho nên họ rất bực bội khi Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Chính Ngài đã bác bỏ cái điều đó. Tôi hỏi các ông là trong ngày lễ nghỉ thì được làm điều lành hay là điều dữ? Thế mà làm điều lành thì cứu giúp người khác là điều lành. Mà cái việc mà con người ta được yên, được vui, được hạnh phúc là bởi tình thương yêu, chứ không phải bởi lề luật. Họ quá chú trọng vào lề luật, rình mò, bất cứ thì người ta phạm luật. Chúa Giêsu bị trách cứ là đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Rồi cái anh vừa được chữa bệnh lại nghênh ngang vác cái chõng rồi đi nữa, lại càng làm cho họ gai mắt. Cho nên họ ai cho phép anh như vậy? Đây thì nhà chúng ta thấy con người ta mà nó phụ vào luật lệ quá ấy, thì thứ nhất là người ta chỉ chú ý đến lề luật mà không, cái lòng nó trở nên khô khan, không còn cái lòng thương xót, không cảm thông được giống những cái sự đau khổ của người khác. Điều đó còn cái Chúa phải tuyệt đối tránh. Chúng ta thờ phượng Chúa với quả tim, hết linh hồn, hết trí khôn. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc, êm đềm, chứ không phải vì lễ. Mà tiếc thay chúng ta nhiều khi vẫn phụ và lễ vẫn quá. Cái ngày thứ sáu là ngày kiếm thị cha, thì thôi mình lỡ mình quên thì Chúa là đấng nhân từ, Chúa nào chấp. Thế nhưng mà đang nhai những thịt Giêsu thứ sáu, thế là kêu cực chậm như cái thảo người ta mới thay mới tin nhai ngay những thịt thôi. Mà đây là cũng là một cái hình thức nô lệ về lề luật. Hay là ví dụ tôi thấy hầu hết là đã dặn là từ ông cha nhà thờ cho đến chủ trưởng là bà xin cái tối thứ bảy là tối gọi phục sinh thì xin đừng có. Các ngày khác đã lễ giúp anh chị em lại đi tích hòa giải rồi thì cái tối thứ bảy là bận rộn thì xin đừng. Thế nhưng mà vẫn có người xin xin cộng. Hóa ra tôi vì sao mới biết là họ giữ đúng luật, là họ xưng tội một năm ít là một lần. Thế là họ tối thứ bảy họ xưng tội, thế là đến lúc chịu lễ bọn đây chịu lễ, thế là đúng lề luật được còn gì nữa, không sai tí nào. Và sao không xưng trước xưng sớm mất công dữ lắm. Anh ra xưng người ta xong không nhá, đủ mọi không được. Cái lỗi giữa đạo đó là cái lỗi giữa đạo hình thức và không thật lòng. Còn chúng ta phải cảnh tài. Đạo Chúa là đạo của tình thương yêu, đạo của sự thông cảm, đạo của cái sự tôi có thể làm gì giúp đỡ người khác. Đó, đấy, tất cả. Nếu chúng ta không làm tròn thì đương nhiên chúng ta mắc lỗi trước mặt Thiên Chúa là đấng yêu thương, thương xót chúng ta. Một cái điều nữa xin anh chị em để ý, cái điều Chúa Giêsu nói với cái người chữa lành hôm nay: đừng phạm tội nữa. Đi chữa bệnh sao lại không có liên hệ đến cái sự phạm tội anh chị em? Là vì thế này, là đời Chúa Giêsu người ta vẫn tin rằng mọi thứ bệnh tật trên thế gian này đều là hậu quả của tội lỗi. Thì bây giờ tội được tha là đương nhiên là bệnh phải là. Đấy, thành ra nó liên hệ như thế, chứ không phải là tại sao mà đang chữa bệnh mà nó đến việc phạm tội. Là vì tội tha thì bệnh lành, nó có cái liên hệ là như vậy. Bây giờ chúng ta mới thực lại, chúng ta không có, nó không có tác dụng trong đời chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng bài học hôm nay là chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào, thưa chị em, với tình thương, với sự sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng thông cảm, nhất là thông cảm với chị em kém may mắn hơn chúng ta, phần hồn cũng như phần xác, thưa chị em. Oh,
Thánh Vincent Ferrer, ngày 5 tháng 4, Linh Mục. Sự phân hóa trong giáo hội ngày nay chỉ là cơn gió nhẹ so với trận cuồng phong đã xé giáo hội ra từng mảnh trong thời Thánh Vincent Ferrer. Ngài là quan thầy của những người xây cất, vì Ngài nổi tiếng đã xây dựng và kiên cường trong giáo hội qua công việc rao giảng, dạy dỗ của Ngài. Sinh ra ở Valencia, Tây Ban Nha năm 1357, Thánh Nhân có trí thông minh đặc biệt. Dù rằng Thiên Chúa đã ưu đãi cho học giỏi, nhưng lúc nào Ngài cũng hiền lành, từ tốn, nên Ngài được rất nhiều người mộ mến và yêu chuộng. Vào năm 18 tuổi, Thánh Nhân muốn tận hiến cuộc đời mình trong dòng Đa Minh. Ngài được nhận vào dòng và mau mắn trở nên con người tốt và hoàn thiện. Mãn năm tập viện, Thánh Nhân được gửi đi học tại Barcelona. Thánh Nhân đậu bằng tiến sĩ thần học và được chọn là giáo sư thần học tại Lleida. Thánh Nhân có tài giảng thuyết và có sức thuyết phục lôi cuốn, vì thế Ngài được mời đi giảng ở nhiều nơi như Pháp, Anh, Ý và Á Nhĩ Lan. Thánh Nhân đi tới đâu là cảm hóa được người khác và có rất nhiều người quay trở về với Chúa. Riêng tại nước Tây Ban Nha, Thánh Nhân đã được đem về cho Chúa, cho giáo hội 25.000 linh hồn người Do Thái. Sau khi hoàn tất việc học một cách tốt đẹp, Ngài được thụ phong linh mục bởi Hồng Y Ferro de Luna, là người đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Ngài. Với bản tính hăng say, Ngài tận tụy thi hành nhân đức khắc khổ theo quy luật dòng. Sau khi được thụ phong linh mục không lâu, Ngài được chọn là bề trên tu viện Đa Minh ở Valencia. Cuộc đại ly giáo Tây Phương đã chia cắt Kitô giáo, lúc đầu với hai giáo hoàng, sau đó là ba giáo hoàng: Đức Clemente ở Avignon, nước Pháp, Đức Urbano ở Roma. Cha Vincent tin rằng việc bầu cử Đức Urbano là vô giá trị. Mặc dù vị thánh ở Catarina ở Serena là người hỗ trợ Đức Giáo hoàng Roma, Cha Vincent được Đức Benedicto triệu về làm việc trong tòa ân giải tối cao và là trưởng của điện tông tòa. Nhưng vị giáo hoàng ở Avignon không chịu từ chức, trong khi tất cả các ứng viên trong mật nghị Hồng Y đều thề như vậy, và Đức Benedicto vẫn ngoan cố bất kể sự ruồng bỏ của vua nước Pháp và hầu hết các Hồng Y. Cha Vincent thất vọng và lâm bệnh nặng. Nhưng sau cùng, Ngài đã đảm nhận công việc rao giảng Đức Kitô cho thế giới. Dù rằng bất cứ sự canh tân nào trong giáo hội thời đấy đều tùy thuộc vào việc hàn gắn sự ly giáo, Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu sám hối và khuyên nhủ mọi người hãy lo sợ ngày phán xét. Ngài có tên là Thiên Thần của sự phán xét. Cha Vincent sống cho đến ngày được chứng kiến chấm dứt sự ly giáo với việc bầu cử tân giáo hoàng là Đức Martin thứ năm. Cha từ trần ngày 5 tháng 4 năm 1419 và được phong thánh vào năm 1455. Quý ông bà, cha mẹ và các anh chị thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Chúng con xin kính chúc quý ông bà, cha mẹ và các anh chị luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, và xin hẹn gặp quý ông bà, cha mẹ và các anh chị trong chương trình kỳ tới.